Thế giới ngày càng quan tâm hơn đến môi trường. Theo số liệu thống kê của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế có cường độ phát thải carbon cao ở châu Á. Đây cũng là một thách thức khi chính phủ Việt Nam đã cam kết tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra cam kết của Việt Nam giảm 30% lượng khí phát thải gây ảnh hưởng nhà kính vào năm 2030 và giảm phát thải ròng về không vào năm 2050. Ngân hàng Thế giới đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Theo đó, cần triển khai nhiều chính sách đầu tư công tư để giảm cường độ carbon trong tăng trưởng. Ngân hàng Thế giới đã ước tính Việt Nam có thể sẽ cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ USD cho đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Trong đó, đầu tư vào khả năng phục hồi khoảng 254 tỷ USD và thêm 114 tỷ USD cho hành trình thử carbon theo cam kết với cộng đồng quốc tế. Điều này đồng nghĩa Việt Nam sẽ cần những khoản đầu tư rất lớn trong vòng 30 năm tới, trong khi nguồn lực của nhà nước chỉ đáp ứng một phần nhu cầu tài chính. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách đã tính đến xu hướng xanh hóa cho nền kinh tế, bao gồm nhiều lĩnh vực từ sản xuất đến xuất khẩu, từ dịch vụ đến thương mại và cả thị trường chứng khoán cũng như bất động sản buộc phải xanh hóa. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, địa phương được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Với cơ hội và thách thức đan xen, tuy đã được Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển bằng nghị quyết 98, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có thể nhanh chóng phát triển một thị trường trái phiếu xanh để thu hút nguồn vốn quốc tế và trong nước, cũng như một thị trường tín chỉ carbon thông qua sàn giao dịch mua bán tín chỉ carbon để kinh tế thành phố đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ là cầu nối cho buổi hội thảo hôm nay để các diễn giả, các doanh nghiệp, các chuyên gia đóng góp ý kiến cùng các nhà quản lý và hoạch định chính sách tìm ra tiếng nói chung cho thành phố xanh của nền kinh tế.